Hello, everyone. Very nice to meet you on this lovely Saturday afternoon. And Oxy here is here today as an exclusive trading execution partner for CoinMap. CoinMap and Oxy is a strategy partner because Oxy is the one who provides that trustable execution trading venue for the CoinMap community. Chúc mừng CoinMap ra mắt thành công với sản phẩm mới của mình và hy vọng là mình đang rất là háo hức và đón chờ sản phẩm tiếp theo của CoinMap chẳng hạn như là Heatmap và Footprint sẽ được trực tiếp thử nghiệm và demo sản phẩm. Yeah. Có rất là nhiều khách mời tới từ crypto, từ forex và cả những cái ngành nghề chứng, những ngành truyền thống như là chứng khoán hay là những nhà đầu tư truyền thống nữa. Cho nên là tụi em rất là hào hứng là những gì CoinMap sẽ làm được sau sự kiện này. Tôi biết được một cái là người Việt của chúng ta cũng có một cái sản phẩm rất là dữ dội, rất là bổ ích cho các anh em trader Việt Nam. Hải đang là founder của CoinMap và hiện tại Hải đang là một day trader. Hải tin là với kinh nghiệm gần 20 năm trading và những cố gắng của đội ngũ CoinMap trong suốt thời gian qua thì hôm nay sẽ là buổi chia sẻ mà giúp cho mọi người có được một cái cách thức mới, cách tiếp cận mới trong trading. Và Hải tin là với cái hệ sinh thái mà CoinMap đang xây dựng á, thì nếu chỉ cần mọi người nghiêm túc công việc trading thì mọi người có thể cùng với CoinMap đồng hành để có thể mọi người sẽ trở thành một trader chuyên nghiệp. Và sau này khi nhắc tới hỏi mọi người làm cái gì á, thì mọi người có thể tự hào nói là tao là trader chứ không phải là cuối mặt đi rồi trader thua lỗ nữa ha.